và năm mới cộng đồng sắp đến. Hy vọng rằng cộng đồng sẽ đem tất cả chúng ta bay bổng lên trời và chúng ta sẽ làm được tất cả những điều mà chúng ta hy vọng làm được những năm qua. Thưa quý vị, là tôi rất là bận cũng giống như tất cả quý vị ở đây, nhưng mà ngày hôm nay Tết và muốn đến để mà gửi lời chào và chúc Tết tới quý vị, và hy vọng tất cả chúng ta hôm nay khi ra về mang một hình ảnh rất đẹp của Tuấn cùng nhau. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.